Mến chào tất cả các em quay lại kênh của thầy. Hôm nay thầy hướng dẫn cho một số em có nhắn tin hỏi thầy ấy, là trong quá trình em soạn thảo Microsoft Word hoặc là Microsoft PowerPoint thì khi em soạn đến ký hiệu đồng dạng á thì em không tìm thấy ký hiệu đồng dạng. Cho nên hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng em cách mà chèn một cái ký hiệu đồng dạng vào trong Microsoft Word trong quá trình soạn thảo hoặc là Microsoft PowerPoint. Trước hết các em quan sát bằng một cái bài toán như sau. Thì các em thấy ở trên đây là thầy đã soạn là tam giác ABC ký hiệu đồng dạng của chúng em với tam giác DEF. Thì bây giờ thầy mở cho chúng em coi nha. Đấy, nó nằm trong cái phần là math type, là cái phần mà chúng ta dùng để đánh công thức toán học của chúng em. Thì trong đây không có đâu. Vậy làm sao để có được ký hiệu đồng dạng này? Thì thầy sẽ chỉ cho chúng em các bước như sau. Trước hết thì các em quan sát là các em thấy đây là một cái bài toán minh họa. Thì ở câu A này, cái ký hiệu đồng dạng chúng em thấy này, ký hiệu thứ nhất đây, thì ký hiệu này ấy, không phải là sai, tuy nhiên cách làm như vậy thì hơi xấu. Ký hiệu thứ hai cũng vậy thì chúng em này, thứ ba này, rồi ký hiệu thứ tư này, tất cả những ký hiệu này đều là những ký hiệu mà chúng ta có thể nói là đồng dạng đó. Tuy nhiên là chúng ta thấy so với ký hiệu ở trên đây này thì nó sẽ không đẹp bằng, là bởi vì ký hiệu này là do là chúng ta vẽ bên ngoài cái phần mềm mà chúng ta vẽ bên thiết kế, ví dụ ở Paint này hoặc một số phần mềm mà vẽ hình đấy chúng em, thì chúng em vẽ xong rồi chúng em copy dán nó vào, cho nên là cái biểu tượng mà chúng em thấy ký hiệu đồng dạng nó không có đẹp và xài nó không có tiện lợi. Cho nên hôm nay thầy hướng dẫn cho chúng em làm sao để có được cái ký hiệu này trong quá trình soạn thảo nó tiện lợi. Và để có được ký hiệu đồng dạng này thì thầy hướng dẫn chúng em các bước như sau. Đầu tiên chúng em khởi động một cái trình duyệt web. Chúng em có thể sử dụng Google Chrome hoặc là chúng em sử dụng Cốc Cốc hoặc một cái trình duyệt web nào đó cũng được. Nhưng mà thầy đang sử dụng trong trường hợp này thì khởi động Google Chrome như chúng em nhé. Sau khi chúng em khởi động cái trình duyệt web xong thì chúng ta đăng nhập cái địa chỉ vào để chúng ta tải về một cái phông, người ta gọi là phông dùng ký hiệu đồng dạng. Thì trong trường hợp này thầy đã có cái địa chỉ này, thầy sẽ để cái địa chỉ này chúng em này ở dưới cái phần mô tả. Chúng em có thể là chúng em copy, chúng em dán lên hoặc là chúng em có thể link vào, nó cũng dẫn đến chúng em đến cái chỗ mà chúng ta tải xuống cái phông này. Vậy sau khi mà chúng em nhập địa chỉ xong rồi thì chúng em nhấn Enter nhé. Sau khi chúng em nhấn Enter xong thì ở đây là ký hiệu đồng dạng .otf đó chúng em. Thì bây giờ chúng em sẽ nhấn vào cái nút tải xuống này. Chúng ta nhấn vào. Chúng em quan sát ở góc cuối bên trái màn hình này đang tải xuống. Rồi sau khi tới đây là chúng ta đã tải xong rồi thì chúng em có thể là vào để chúng em cài đặt cái phần phông này vào. Vậy chúng em có thể nhấn như sau vào cái mũi tên này chúng em này. Sau đó chúng em nhấn hiển thị trong thư mục. Sau khi mà chúng ta đã tải xong cái ký hiệu đồng dạng này thì chúng ta tiến hành cài đặt như sau. Chúng em chọn và chúng em nhấn phải. Sau đó chúng em chọn Install. Sau khi mà chúng em chọn Install xong thì máy đã cài đặt xong rất nhanh chúng em. Coi như bước thứ nhất đã thực hiện xong rồi. Tiếp tục qua bước thứ hai. Chúng ta khởi động Microsoft Word lên. Đây chính là Microsoft Word sau khi khởi động chúng em ha. Sau khi mà khởi động xong thì chúng ta sẽ vào cái chỗ mà Math Type. Rồi chúng em nhấn Inline để khởi động cái chương trình mà đánh công thức toán học lên chúng em. Khi mà khởi động xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn tiếp tục vào Edit. Tiếp tục trong cái phần edit này chúng em di chuyển xuống
chúng ta chọn là Insert Symbol. Tiếp theo, cái chỗ mà View By này chúng em, nếu ở đây mà người ta ghi là không thì chúng em sẽ chọn cho thầy vào cái mục mà thứ ba là Description, cái mục cuối cùng của chúng em. Chúng em kéo cái thanh trượt bên phải này, chúng ta kéo xuống và chúng ta quan sát để chúng ta tìm cái ký hiệu đồng dạng. Ta kéo từ từ thôi nhé, kéo nhanh quá sợ nó chạy qua. Rồi đến đây thì chúng em thấy là thầy đã tìm được rồi này. Đây nó chính là mở ô này đây. Và các em chú ý rằng cái ký hiệu đồng dạng này sau khi mà cài phông vào nó mới có chúng em nhé. Còn chúng em không làm cái cài phông mà lúc đầu thì hướng dẫn bước 1 đó thì nó cũng không hiện xuất hiện trong đây đâu. Sau khi chúng em cài xong rồi thì xuất hiện trong đây. Để cho nó dễ tìm với chúng em thì ở bên ngoài cùng này nó có một cái ô, nó có 4 dấu chấm. Đó các em, 4 dấu chấm này. Thì chúng em nhớ rằng ngay bên cạnh đó cách ra một ô và ô tiếp theo là ô thứ ba đó, nó sẽ có ký hiệu đồng dạng mà chúng ta đã cài cái phông vào. Và nếu chúng em nhấn vào cái ô đồng dạng này thì chúng em quan sát cái bảng bên này, cái ô bên này này, nó xuất hiện ký hiệu đồng dạng. Sau khi chúng em chọn xong rồi thì chúng ta chọn vào nút Insert. Sau đó chúng ta nhấn đóng lại. Vậy thì chúng ta đã có được cái ký hiệu đồng dạng rồi. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta sử dụng cho nó tiện? Thì bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta chọn nó bố đen đó. Sau đó chúng ta nhấn chuột trái giữ và chúng ta kéo lên chiếc ô mà ở trống ở trên. Thầy đang làm chú ý anh em nhé. Vậy thì sau khi chiếc kem kéo lên rồi thì chúng ta sẽ có được một cái ký hiệu đồng dạng ở trên đây. Để chú em ha. Rồi sau khi xong chúng ta có thể là đóng lại. Và chúng ta thấy có một ký hiệu đồng dạng rất đẹp rồi ở trên màn hình quần này. Anh em ha. Vậy thì bây giờ thầy sẽ nhập thêm hai tam giác nữa. Vậy thì thầy sẽ click nút vào. Hoặc là thầy có thể khởi động bằng cách như sau này, nhấn mắt thai, nhấn inline. Và thầy có thể nhập mới vào. Tuy nhiên thì sử dụng cái ký hiệu cũ đây. Hoặc là nếu mà thầy xóa đi ấy, lần sau chúng em để khởi động gọi được cái bảng mà công thức toán học lên nhanh ấy, thì chúng ta có thể nhấn phím tổ hợp, phím tắt như sau là nhấn Ctrl, nhấn Enter Left và nhấn chữ Q. Tổ hợp phím lúc 3 phím chúng em nhé, Ctrl, Enter Left, Q thì nó cũng xuất hiện một cái bảng công thức toán học như vậy. Và chúng ta đã có ký hiệu đồng dạng trên đây rồi. Vậy bây giờ thầy giả sử thầy nhập tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF đi thì thầy sẽ tìm ký hiệu tam giác này chúng em. Đây ký hiệu tam giác, đây chính là ký hiệu đây, tam giác ABC đồng dạng, chúng em nhấn với kêu đồng dạng là ra ngay chúng em. Đó, tiếp tục ký hiệu tam giác DEF. Sau khi chúng em nhập xong rồi thì chúng ta có được ký hiệu đồng dạng của hai tam giác. Chúng ta chỉ việc đóng lại thôi thì lập tức cái ký hiệu này nó sẽ xuất hiện cho chúng em trên cái trang soạn thảo Word hoặc là chúng em soạn bên PowerPoint. Thầy nhấn to lên cho chúng em nhìn nhé. Đấy, và chúng ta đã có được một ký hiệu đồng dạng rất đẹp. Cách này rất là thuận tiện cho chúng em trong quá trình sau này chúng em soạn thảo để chúng em gặp trường hợp ký hiệu đồng dạng. Và đến đây là thầy đã chỉ cho chúng em cách chèn một cái ký hiệu đồng dạng vào trong công thức toán học và chúng ta chèn ra trang Word giống như một ký hiệu bình thường mà chúng ta sử dụng vậy, như ký hiệu tam giác hoặc ký hiệu pi vân vân. Vậy các em nhớ sau này chúng ta cứ vào trong cái công thức toán học thôi thì chúng ta cũng có sẵn ký hiệu đồng dạng trên đây rồi. Vậy phần hướng dẫn của thầy chèn ký hiệu tam giác đồng dạng vào trong cái math 2 để chúng em sử dụng như bình thường, một ký hiệu toán bình thường. Và đến đây là hết. Vậy sau này chúng em có thể là sử dụng cách này để chúng em làm được ký hiệu đồng dạng vừa đẹp và vừa tiện, vừa nhanh trong quá trình soạn thảo của chúng em. Vậy phần hướng dẫn mà ký hiệu đồng dạng của thầy cho chúng em đến đây là hết. Thì thầy chúc cho các em thành công trong quá trình cài đặt và chúng em thực hiện. Rồi, thầy mến chào tất cả các em và hẹn gặp các em trong những video tiếp theo.